Hello, xin chào chào mừng bạn đến với VIA Academy. Mình là Gino từ VIA Studio. Và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để làm phone phát sáng ở trong Photoshop. Trước tiên các bạn bật Photoshop lên. Chúng ta sẽ tạo một cái project custom giữ nguyên này nọ, đặt tên nó là phone phát sáng. Các bạn nhấn create và nó sẽ tạo cho bạn một cái bàn làm việc. Thì ở đây chúng ta sẽ làm cái phone phát sáng nha. Thì phone phát sáng thì mình cần một cái background tối. Ở đây mình sẽ tạo một cái layer. Mình sẽ tắt cái chữ VIA Academy đi cho nó đỡ choáng chữ. Ok. Ở đây mình đã tạo một cái layer. Mình sẽ tắt cái background đi. Mình sẽ tô màu cái layer này là màu đen, màu tím, màu tối, miễn là màu tối được rồi. Và bây giờ mình sẽ làm cái chữ lên. Thì mình sẽ ghi, mình sẽ đánh chữ vào nó. Các bạn vào cái công cụ viết chữ, các bạn kéo thả. Đây, ở đây có đóng chữ, thì đây là cái test. Đây là update mới của Photoshop, nó hay bị vậy, hồi trước thì không có. Ở đây thì mình sẽ đánh là VIA, viết hoa nhé, VIA Academy. Ok, mình sẽ để nó ở đây, để chỗ giữa. Rồi, mình sẽ cho nó bự lên một chút để cho các bạn dễ thấy. Ok, rồi bây giờ mình sẽ làm cho chữ VIA Academy phát sáng nha. Các bạn chuột phải vào layer chữ VIA Academy, các bạn chuột phải và chọn Blending Option. Ở đây các bạn trong một Drop Shadow, các bạn click vào một Drop Shadow, các bạn click vào nó và các bạn chọn màu này là màu trắng. Để các bạn thấy nó hơi phát sáng rồi đấy, nhưng mà do là chúng ta không có phân biệt được cái chữ và nó phát sáng quá nhiều nên chúng ta mất luôn cái chữ. Bây giờ chúng ta sẽ giảm cái mức độ sphere này xuống. Và chữ size này các bạn dạ, đó các bạn để nó tầm khoảng 10 điểm rồi, 15 điểm. Đây các bạn có thấy cái chữ đang phát sáng. Đây, các bạn có thấy các bạn cảm giác là cái chữ sẽ đang phát sáng đúng không? Đó, các bạn có thể áp dụng cái cách này. Đó, các bạn thấy chữ nó phát sáng. Các bạn chỉ cần kéo nó lên, đây mình nghĩ coi bao nhiêu điểm nha. Tầm khoảng 32 điểm. 32 điểm, distance thì các bạn để là 0, sphere các bạn để là 0, size bạn để 32 điểm là được rồi. Là cái chữ các bạn sẽ cảm giác là nó đang phát sáng lên. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cách này để vào add vào những cái ví dụ như khẩu súng hay thanh kiếm hay bộ giáp phát sáng. Thì mình nghĩ mình sẽ làm cái đó vào video sau. Ở đây mình sẽ làm thêm một chữ khác. Mình sẽ là chữ, mình sẽ copy cái chữ VIA, không mình sẽ làm một chữ mới luôn. Công cụ chiếc chữ kéo ra, mình sẽ ghi chữ này là VIA Studio. Đây mình sẽ phóng to nó lên. Đây mình sẽ đổi màu chữ VIA Studio này thành màu xanh lá. Ok. Và mình sẽ làm cái chữ này ngại đi một tí. Thì mình, các bạn cứ chuột phải vào nó, các bạn chuột phải vào layer chữ, chọn Blending Option, Drop Shadow. Ở đây thì mình sẽ cho nó, cái chữ này nó có chiều sâu một chút. Ở trong mục chọn màu thì các bạn chọn màu xanh lá, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ để cho nó hơi tối một chút để chúng ta sẽ làm cái chiều sâu của cái chữ. Ở đây cái mục sphere các bạn chỉnh mask key, size các bạn chỉnh nhỏ lại một chút, và mục distance các bạn chỉnh angle tầm bao nhiêu độ nha, 50 độ thử coi. Distance ok, angle chỉnh 24 độ, à hơi thấp quá, 41 độ có vẻ ổn. Đây các bạn sẽ thấy cái chữ VIA Studio của chúng ta hiện tại đang có chiều sâu hơn. Và để rõ hơn cái chiều sâu đó thì bạn hãy kéo cái màu xanh này nó càng ngày càng tối đi, thì các bạn sẽ thấy cái chiều sâu nó càng lộ rõ. Và ở đây mình muốn cho chữ VIA Studio này vừa có chiều sâu và vừa phát sáng, thì các bạn click vào cái dấu cộng ngay đây. Các bạn click vào nó và các bạn chọn cái drop, mục Drop Shadow ở phía trên nha. Các bạn click vào đổi màu và chuyển nó thành màu xanh lá.
bạn nhấn OK, các bạn chỉnh sphere thành 0, các bạn chỉnh distance thành 0 và các bạn chỉnh size là tầm 20, 30, 32. Đấy, các bạn sẽ thấy cái chữ chúng ta, cái chữ VR Studio của chúng ta vừa có chiều sâu mà vừa phát sáng nữa. Và phát sáng càng, các bạn chỉnh size càng nhiều thì nó sẽ phát sáng càng nhiều các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy nó phát sáng rất nhiều. Khi chỉnh ở size, các bạn xin size tầm khoảng 65 độ xuống là mình nghĩ là nó sáng rõ nhất rồi. Còn nếu như các bạn muốn nó kéo lên nữa thì nó kiểu nó bị bãi đó. Đây, mình nghĩ như là khá ổn. Tầm 50 nè, các bạn thấy cái chữ nó rất là sáng. Các bạn có thể đổi màu thành, có thể cái viền sáng đó là màu xanh hay là bất kỳ màu gì. Ví dụ như nó viền sáng nó màu vàng cũng được, nhưng mà đấy nó không hợp cho lắm. Viền sáng màu xanh thì khá là hợp, tại vì cái chữ màu gì thì nó nên sáng chữ màu đó, ví giống như đèn neon vậy đó. Đó, các bạn đã thấy, chúng ta có chữ VR Studio, nó sáng lên và nó có chiều sâu hơn. Và đây chính là video hướng dẫn chữ phát sáng ở trong Photoshop. Các bạn nhớ luyện tập hàng ngày nha. Mỗi ngày các bạn chỉ cần bỏ ra 1 tiếng để vào Photoshop và làm giống như mình đang làm trên video. Thì chắc không cần tới 1 tiếng đâu, chỉ tầm khoảng 5 phút. Là nếu như các bạn làm quen tay thì các bạn sẽ làm được mấy cái chữ này rất là nhanh thôi. Cứ làm theo các bước của mình. Nếu có vấn đề gì thì hãy comment ngay phía dưới nha các bạn xem nội dung tại VR Academy. Mình là Zino từ VR Studio. Chúc bạn ngay vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.